Ok, mọi người hôm nay tiếp tục dạy mọi người giải thế cờ tiếp nha. Điên này, ăn này. Không được chiếu tướng này. Mình lên đây này. Không được rút về này. Rút về mình lên đây này. Học nó tiếp tục rút về. Đúng rồi mọi người. Mình chiếu tướng nó. Tướng chắc chắn là sẽ phải chạy ở đây. Mình lên đây chiếu hậu đường tướng nó thì tôi bắt buộc nó phải chạy tướng này, mình ăn hậu này đó, ăn hậu của nó đi tướng lại đây không được, mọi người đi ở đây, nhưng đi ở đây mình không bị xuống đây đó, nó lên đây rồi mình ăn mã nó tướng nó lại mọi người và kêu đó, còn để nó đi đúng không, xuống đây, xuống đây này, mình ăn đi đó. Tướng con gái ăn lại rồi người, tướng lại bị chạy ra đây, lùi xe về đó. Tướng chạy đây chiếu tướng, tướng chạy đây kéo đây, tự chạy lên đây, chạy một phát sang đây luôn, tướng chạy lên đây, mình chéo lên đây, không chéo lên đây, đó, hơi chéo lên đây về, tướng đi tay mình chiều tướng này, tướng xuống đây mình chiều tướng không nữa, rồi ok thắng rồi.
thì đoạn này.